Những ai ước ao có thêm thời giờ để học hỏi về những phép lạ vĩ đại mà Thượng Đế đã tỏ hiện ra, dẫn dắt nhân loại qua khỏi thời tận diệt đang xảy ra. Những ai ước ao được tiếp tục học hỏi tường tận về những phép lạ này thì hãy đến đây, Văn phòng Triển lãm và Tiếp tân, Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và Nhân loại, tọa lạc tại 13382 Golden West Street, Suite number 112, Westminster, California 92683, hoặc là vào YouTube rồi vào Hội đồng Cứu nguy Nhân loại. Thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào.